Hello cả nhà nhé, tiếp tục bạn lên sóng cho em một sản phẩm ở dòng bếp từ đơn hàng Nhật bãi đến thương hiệu Tefal. Tefal thì anh em quá là biết về mã thương hiệu rồi, thương hiệu của Pháp nhé, hàng xuất sang thị trường Nhật. Điện áp 100V các bạn nhé, công suất là máy là 1400W, thì mình đang có hai cái màu, màu trắng và màu đen các bạn nhé. Đây, hình thức làm sao như này, đều đẹp như nhau các bạn nhé, 1400W 100V. Đấy, và hàng Make in China luôn các bạn nhé, chỉ Make in mà Made in Japan không có đâu, hàng Make in China. Đấy, và xuất sang người Nhật, thương hiệu trong web đây tefal.co.jp anh em nhé. Thì hàng Tefal thì chuyên về các dòng đồ sản phẩm nồi niêu xoong chảo, áp suất Tefal quá đỉnh đám, anh em đã trải nghiệm nên biết. Đấy, trên đây là phím bấm điện tử, phím cơ và màn hình thử LCD anh em nhé, nên nút bật nguồn các bạn này. Đấy, đây là các chế độ lấu, dòng Tefal này rất nhiều có chế độ lấu luôn. Đấy, đo qua cho bạn cái phần mâm đây nhé. Đấy, nó khoảng tầm 25, nó khoảng tầm 25-26 các bạn nhé, phần mâm này. Đây thì các cái phím, đây là phím bật tắt các bạn nhé. Đây là phím tăng giảm này. Đây có các chế độ lấu, bếp phân ra rất nhiều các chế độ lấu, là chế độ lấu bình thường đây, anh em tăng giảm cường độ đây cho mình các bạn nhé. Tiếp theo chế độ linh. Đấy, linh kiểu này nó cứ âm mỉ để bạn nấu cháo ấy. Tiếp theo đây là chế độ chiên, chiên xào các bạn nhé. Đấy, chiên xào. Tiếp theo đây là chế độ các bạn, chế độ nấu nước sôi. Đấy, chuyên về đun nước sôi. Và chế độ là chịu sự ấm, tức là nó chỉ rất cường độ rất nhỏ thôi. Đây chế độ khóa các bạn nhé, đơn giản thôi. Thường thường nha, mình dùng chế độ này, chế độ đun nấu bình thường đây, anh em tăng giảm cường độ đây cho mình là được các bạn nhé, đơn giản thôi. Tiếp đẹp tầm 90% mọi người nhé. Anh em cần alo cho mình 0979665264. Em màu trắng này, rất đẹp luôn các bạn nhé. Ok, anh em cần alo cho mình 0979665264.